Hi, mình là Đào Bá Lộc và hôm nay Lộc sẽ giúp tất cả các bạn rèn luyện cho mình cái bí kíp để đáp trả những câu hỏi vui ngày Tết. Không cần phải nhắn nhủ gì hết, ngày Tết đó chúng ta sẽ đi những cái đôi guốc mà nó có cái chất liệu cứng cứng. Ví dụ như cái đôi dép sandal của Lộc ở đây, tuy nó bằng mút nhưng chất liệu rất là cứng. Rồi chúng ta dễ tháo và tương tác ngay lúc mà nó hỏi luôn. Tháo ra, bóp cho trong mặt. Trời, tính Lộc cọc lắm luôn. Bình thường là Lộc né đó. Hỏi gì tới mình cái mình sẽ nói là đau họng. Rồi thôi được. Một cách thanh lịch hơn đó là chúng ta tốt nhất là đừng gặp mấy cái đứa mà nói chuyện vô duyên. Mình rút kinh nghiệm từ năm ngoái, mình có sạc một lít con A, chị B, chú C, mấy chú nó vô duyên quá không tiếp chuyện. Thường á là ví dụ như mà ngay cả Lộc gặp câu hỏi vô duyên á, Lộc sẽ cười. Nghe có câu hỏi mà phỏng vấn mà Lộc không thích là sẽ cứ vậy tới hết buổi. Đó là cách của Lộc đỡ tốn calo năng lượng rất là nhiều. Tại vì á, mắc công á, mình nói những cái lời không hay đầu năm á, mình sẽ chuốc nghiệp nhiều người. Nghiệp của ai để người nấy trả. Người ta vô duyên là chuyện của họ, nhưng mà nếu mình đáp trả là mình bị chuốc nghiệp. Nên là nghiệp của ai để người đó trả thì mình chỉ cần im lặng như trong đầu mày nghĩ là hẹn mày kiếp sau không được làm con người nữa. Ví dụ vậy. Nhưng mình không nghĩ nha, không được nghĩ nha. Mình chỉ lộn, không được nói nha, chỉ nghĩ trong đầu thôi. Tháng 12. Không có người yêu hả? Không có người yêu thất bại thiệt. Nguyên một list dài, Lộc có rất là nhiều người yêu luôn. Chắc chắn là giàu hơn chị rồi. Thật ra Lộc tự thấy là người không vì mình đó trời chu đất diệt á. Mình ổn là mình không làm phiền tới ba má. Đó là một cái sự từ thiện cho cuộc sống đó. Cho xin số tài khoản đi. Tại vì Lộc thấy là Lộc cũng có điều kiện nên Lộc cho ba má Lộc cũng ổn, nên Lộc chắc ba má không hỏi đâu. Lộc thì không gặp trường hợp này, nhưng mà mẹ Lộc có đi ra hồi đó mấy năm trước thì mẹ nói là có một bà cô chặn mẹ Lộc giữa đường, cái đó là con bà ấy làm ca sĩ đúng không, mày nói có cho tiền bà không? Cái mẹ Lộc hỏi là vậy bà có cho tiền má bà không? Cái là bà im liền. Trời, mẹ Lộc cái này slay hơn Lộc nhiều lắm. Lão ngoài đẹp hơn đúng không? Lão ngoài đẹp hơn đúng không? Y nhắc mới nhớ là Lộc cũng Lộc có lì xì cho mọi người ta. Có, Lộc có. Nhưng mà cái này là người ta nói đúng rồi, nên nếu người ta nhắc thì chắc phải lì xì quá. Mình có thể uống nha. Sao mình ói ngay tại bàn luôn. Mình giả bộ phẹt ra một cái là sẽ không ai bắt mình uống nữa. Nhưng mà riêng Lộc thì không. Ba Lộc đại khái rất là ga lăng lịch sự. Lộc chưa thấy ba Lộc ép ai, đặc biệt là Lộc. Ví dụ trong bàn mà mấy cô chú mà bắt Lộc uống, có ba Lộc cũng... Lộc không bao giờ hát khi người ta ăn. Bữa trước Lộc có đi cái tiệc của một người bạn ha. Lộc rất là thân quý với đứa bạn đó. Nếu mà trong không gian nhỏ hơn, Lộc chắc chắn sẽ hát tặng bạn mình. Nhưng hôm đó Lộc ngồi kế một đứa bạn khác, cái họ hàng cô bác gì đó, tặng nó ăn không mà lại kêu lên hát giúp vui bài đi con. Cái Lộc dạ thôi à. Cái lên hát giúp vui dạ thôi à. Cái chú đi Lộc quay qua nói với con bạn là sắp được. Lộc nghĩ là nên chung sống một cách chan hòa, bởi vì như nhà bác học Robert Einstein có nói, không thể chống lại những kẻ ngu bởi vì chúng rất đông.